Truyền thông Trung Quốc cho biết, chính phủ đã cấp hơn 5 hectare đất ở quận Hoài Nhu cùng 500 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 81 triệu đô la Mỹ cho việc xây dựng khu phức hợp này sau nhiều năm dự án bị trì trệ. Kết cấu chính của công trình là hai ống thủy tinh khổng lồ được xây dựng trên mái của tòa nhà chính trong khu phức hợp. Không khí ô nhiễm sẽ được bơm vào bên trong hai ống thủy tinh này để các nhà khoa học nghiên cứu phản ứng hóa học của chúng dưới ánh sáng mặt trời, sau đó đưa ra giải pháp cụ thể xử lý tình trạng ô nhiễm ở Trung Quốc hiện nay. Khi hoàn thành, cơ quan nghiên cứu khói bụi Hoài Nhu có thể xét nghiệm, phân tích đến 600 mét khối không khí ô nhiễm, cao hơn khả năng của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề không khí của châu Âu đến 50%. Hội đồng Nhân dân thành phố Bắc Kinh cũng đã thông qua một quy định về kiểm soát ô nhiễm không khí, trong đó đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm kiểm soát khí thải và trừng phạt nặng các trường hợp vi phạm. Đây là chế tài đầu tiên về kiểm soát ô nhiễm không khí được Bắc Kinh thông qua. Chúng tôi sẽ tăng gấp đôi mức phạt hiện hành đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm các quy định cấm gây ô nhiễm. Chẳng hạn với những nhà máy xả thải chui, trước đây bị phạt 100.000 nhân dân tệ, thì bây giờ sẽ là 200.000, và nếu tiếp tục tái phạm thì sẽ là 400.000 nhân dân tệ. Theo chế tài này, Bắc Kinh sẽ hạn chế và giảm từng bước tổng lượng khí thải gây ô nhiễm bằng cách thiết lập giới hạn hàng năm cho chính quyền từng quận và hạt trực thuộc, đồng thời giảm việc sử dụng nhiên liệu từ than đá, cũng như giảm khí thải của ô tô. Ngoài ra, các hình thức phạt nặng cũng sẽ được thi hành đối với các tác nhân gây ô nhiễm vi phạm luật pháp, thậm chí phạt hình sự đối với các trường hợp có hành động cấu thành tội phạm.